Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Jibo Amy and Vespa. Hôm nay giới thiệu với cả nhà về một chiếc đồng hồ của hãng Jibo. Đây được gọi là dòng đồng hồ sinh tồn ha. Nếu mà đo cái mặt của nó kể cả núm là đến 45mm anh em, nên nó rất là rộng ha. Nhìn nó rất là bự và hầm hố anh em ha. Và cái mặt của nó là kiểu mặt lính ha. Màu rằn ri. Và đặc biệt là nó có cái la bàn đây anh em. Nó phù hợp với anh em nào mà làm nghề bất động sản ha. Ví dụ như mình đi đến nơi một cái nhà đó mình đi coi review đất rồi này nọ, mình đi giới thiệu khách mà khách hỏi là cái nhà này hướng gì em, là mình nhìn đồng hồ là mình biết cái nhà này là hướng đông bắc chẳng hạn vậy ha. Đây là một chiếc đồng hồ của hãng Jibo sản xuất đời 2005, tính ra là chiếc đồng hồ này cũng đã là 20 tuổi rồi đó anh em. 20 tuổi, chiếc đồng hồ này 20 tuổi và chuẩn hàng Jibo xịn nha anh em. Lưu ý với anh em, đây là một chiếc đồng hồ trong tình trạng đã xài rồi nhưng mà được cái là chạy chuẩn ha. Và mặt đồng hồ thì nó có hơi xước đây. Đó, nói chung tình trạng cũng phôi phai nhẹ nhưng mà được cái là chạy chuẩn và có cái la bàn sinh tồn rất là hay. Và giá của chiếc đồng hồ này nó rất tốt, nó chỉ có 1,6 triệu thôi nha anh em nha. Chỉ 1,6 triệu chiếc đồng hồ này thôi. Anh nào thích thì nghiên cứu chơi ha. Ok, cảm ơn anh em xem tin. Nếu được thì đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi ủng hộ mình. Và chào anh em.